hơi thở tránh niệm trong cuộc sống của chúng ta có đôi lúc những suy nghĩ những bận tâm những sự lo lắng trong công việc trong cuộc sống trong các mối quan hệ khiến cho chúng ta không thể nào hiện hữu ở hiện tại làm cách nào hơi thở chính là nền tảng vững chãi mà chúng ta có thể nương tựa dù cho bất cứ điều gì xảy ra bên trong chúng ta đi nữa là cảm xúc là suy nghĩ hay nhận thức hơi thở luôn có mặt cho chúng ta như một người bạn trung thành bất cứ khi nào ta bị cuốn đi trong những dòng suy nghĩ hay ngụp lặn trong cảm xúc của mình hay khi tâm ta bất an ta có thể trở về với hơi thở ta mang tâm về với thân làm cho tâm mình được tĩnh tại chúng ta ý thức làn hơi đi ra đi vào cơ thể mình với ý thức về hơi thở hơi thở của chúng ta tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhàng tĩnh tại và bình yên ở bất cứ thời điểm nào dù ngày hay đêm bất kể ta đang lái xe làm việc dọn vườn đang đi hay đang ngồi trước máy vi tính chúng ta đều có thể quay về nương tựa vào hơi thở của chúng ta một cách bình yên. Chúng ta có thể nói thầm với mình. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Để nuôi lớn niệm và định. Bạn chỉ cần nhẹ nhàng theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào chỉ cần ngồi yên và theo dõi hơi thở là đã có thể mang lại rất nhiều an lạc và trị liệu hơi thở chính là phương cách tốt nhất để mang thân tâm về một mối ý thức về hơi thở mang tâm trở về với thân khi bạn có mặt cho cơ thể bạn như được nhắc nhở rằng mình có một cơ thể để bạn có thể buông bỏ những căng thẳng và làm cho cơ thể mình buông thư và đó chính là bước đầu tiên của tiến trình phục hồi sức khỏe mang thân về với tâm bạn có mặt trong giây phút hiện tại và bạn có cơ hội sống cuộc đời của mình một cách sâu sắc trong từng khoảnh khắc khi bạn thực sự tiếp xúc với cơ thể mình bạn tiếp xúc được với sự sống với vũ trụ và tiếp xúc được với đất mẹ đây cũng chính là quá trình bạn phục hồi và chữa lành cho chính bản thân mình quá trình này bạn hãy thật là bình an và để mọi thứ diễn ra tự nhiên bạn theo dõi sự chuyển hóa bên trong cơ thể bên trong thân tâm của mình hãy bình an nếu như ngay từ đầu bạn thực hành chưa được tốt lắm không sao cả bạn hãy cứ tiếp tục và nhẹ nhàng có thể phân thành các khoảng thời gian trong ngày để bạn thực hành và dần dần sẽ trở thành thói quen của bạn trong từng giây phút quá trình này giúp bạn dần dần vượt qua được những xáo trộn tâm lý diễn ra bên trong tâm trí của bạn để bạn trở về với chính bản thân mình có mặt ngay giây phút hiện tại với chính mình để kết nối với tâm trí tràn đầy giàu có vô hạn và đầy sáng tạo tạo cho bạn khả năng hoạt động năng nổ đồng thời vẫn mang trong bạn sự tĩnh lặng của tâm trí vĩnh cửu không giới hạn và đầy sáng tạo sự kết hợp mật thiết giữa một tâm trí tĩnh lặng không giới hạn và vô tận với một tâm trí năng động có giới hạn cá biệt là sự cân bằng hoàn hảo giúp bạn đạt đến những tiềm năng bên trong chính bản thân bạn và tạo ra sự giàu có chủ phú vô tận trong cuộc đời của bạn. Và bắt đầu ngay từ bây giờ, bạn cùng với tôi hãy cùng thực hành hơi thở chánh niệm mỗi một giây phút. Helen Cầm Nhung mong rằng thông qua video này đã mang đến cho chúng ta một nguồn năng lượng tích cực và một sự truyền cảm hứng để chúng ta cùng nhau Sống một cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc, giàu có, đích thực. Để đón xem những video tiếp theo, bạn hãy nhấn vào subscribe và hình quả chuông bên dưới.